Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em một con game mobile khá là hay ho, có tên gọi là Might and Magic Hero Era of Chaos. Thì đây là một cái game được dựa trên cái series rất là nổi tiếng, series Might and Magic 3 rất là kinh điển, từ nhà sản xuất Ubisoft. Thì cái bản mobile này cũng được Ubisoft hợp tác với một đối tác Trung Quốc, họ làm ra một cái phiên bản mobile để những cái fan của Hero Might and Magic có thể trải nghiệm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm từ game này xem mà cái game mobile này có gì hấp dẫn hay không. Game này thì đã có mặt ở trên các nền tảng như iOS và Android rồi. Mình sẽ để đường link phía dưới để anh em tải game. Ok, chúng ta sẽ vào game luôn nhá. Mình thì cũng mới tải thôi, mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về game đâu. Nhưng mà đây, chúng ta có các cái đơn vị lính và tướng này. Rồi, cũng các chỉ số. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi đánh thử này. Đó, chúng ta sẽ có một cái game kiểu dạng thẻ tướng giản trận. Đó, đơn vị lính nó sẽ tự động chiến đấu luôn. Và chúng ta có thể sử dụng kỹ năng này, MP. Đó, mỗi kỹ năng thì cần mana là khác nhau. À, mình có thể thả kỹ năng vào đối thủ. À. Rồi. Ok, chiến thắng đầu tiên rồi. Như vậy là anh em thấy là đây game này nó cũng khá là dễ chơi, nó cũng không có gì cả. Nó đánh theo kiểu dạng nhập vai thẻ tướng thôi. Đó, cũng có công thành này này. Hồi xưa anh em nào mà chơi Might and Magic Hero thì có lẽ không lạ cái kiểu kiểu như này nữa rồi. Rồi, đánh bot. Đó, các bạn có thể kéo thả kỹ năng vào phía đối phương hoặc là những cái kỹ năng có thể tăng attack cho đồng đội, cho liên minh của mình, đấy, đồng minh của mình. Đó, đơn giản cách chơi nó như vậy thôi. The Queen successfully recaptured. Nếu mà bạn làm game mới chỉ có tiếng Anh thôi nha anh em, chưa có tiếng Việt. Nên các bạn nếu mà biết một chút tiếng Anh thì các bạn có thể tìm hiểu được thêm câu chuyện này. Thì cái phiên bản mobile của này nó tên gọi là Era of Chaos. Đấy, thời kỳ sự hỗn loạn. Này rất là oách luôn. Rồi, chúng ta có thể vào game này, mình đăng nhập bằng, các bạn có thể đăng nhập bằng rất nhiều tài khoản nhưng mình sẽ đăng nhập nhanh nhá. Làm clip thì chúng ta sẽ nhanh thôi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái server nhưng mà mình sẽ chọn là server Asia bởi vì ping nó sẽ thấp nhất. Ok. Chúng ta sẽ vào game này. Vừa rồi chỉ là một màn gọi là chào hỏi nhanh thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái game 2D. Phần an ta này hình như là để quay tướng thế phải. Đúng rồi, chúng ta sẽ quay ra unit. Đấy, cái này nhân phẩm rồi. Oh, mon. Thầy Pháp. Rồi, sẽ thế đi chiến đấu. Game này nó sẽ dạng game nhập vai thẻ tướng thôi. Nó cũng không có gì. Đánh dàn trận. Nó sẽ đánh dàn trận theo kiểu màn hình ngang. Không phải đánh theo lượt mà các đơn vị nó đánh liên tục và các bạn phải đấy khéo léo sử dụng các cái kỹ năng tiêu diệt đối thủ này. Đó, đơn giản vậy thôi. Rất là dễ chơi. Nhưng mà mình sẽ chơi lên cao thêm chút để xem game nó có những cái tính năng gì mới hay không. Đó, cứ lên cấp thì chúng ta sẽ mở thêm những cái tính năng mới. Đây là phần unit này. Nâng cấp. Có nguyên liệu. Thế nguyên liệu phải đi đánh vượt ải. Boss này. Bú phát. Đó, đợi có mana thì dùng kỹ năng tiếp.
khá là trâu. Ôi, trâu bò nhá. Rồi, vẫn được 3 sao. Các bạn cố gắng được 3 sao để nhận thưởng hay nhiều nhá. Đó, mở thêm các cái tính năng mới rồi. Đó, nâng cái này lên. Sau khi đủ nguyên liệu thì các bạn có thể gọi là tăng tăng phẩm lên. Đấy, từ trắng lên xanh là cây. Cái này mình thấy là game nhập vai, nhiều game nhập vai để tướng nó có rồi. Cũng không phải là quá gì mới lạ cả. Mình chơi nhiều, mình biết. Dù sao đây là một tính năng để các bạn có thể cày cuốc để nâng cấp cho nhân vật của mình ấy. Đấy, bắt đầu đi công thành này. Đấy, thả vào địch. Tăng đam cho tựa lính. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Ban đầu khá là dễ. Level 8 thì mở auto. Đấy, game có auto. Đó, các bạn được 3 sao để nhận thưởng. Cố gắng là đánh nào cũng được 3 sao nha. Mở khóa một đơn vị mới này. Fireman. Level up. Nâng level nhanh. Đây là phần đội hình, chúng ta có thể thả tướng, thả lính vào. Đó, các bạn có thể sắp xếp sao cho nó hợp lý. Ok, vẫn tiếp tục đi làm theo cái hướng dẫn của game thôi. Hướng dẫn rất là chi tiết và dễ hiểu luôn. Ủa, cái map này rộng như này. Wow. Wow, rất là nhiều cái phó bản cốt truyện, rất là nhiều luôn. Hãy đi khám phá vùng đất mới. Let's take a look at the enemy's lineup. We can use the knight's charging power to attack the enemy from the rear. À. Ok, đây là hướng dẫn là sắp xếp đội hình sao cho nó tối ưu để đánh quái vật nhất. Đó, mình sắp lên lùi bọn kỵ sĩ ra lên đây để đánh vào mấy đạn đằng sau. Ồ, rất là hay nha, tức là nó có một chút yếu tố chiến thuật vào chứ không phải là cứ thả cho lực đấy. Nhìn nó chạy ra sau nó đánh này. Anh em thấy không? Tức là các bạn trước khi đánh là phải nhìn xem đội hình đối phương nha, rồi sắp xếp đội hình cho nó hợp lý. Ok, tức là cũng khá là hay ho đấy. Đánh sợ có cả Phoenix này. Wow, đánh cả Phượng Hoàng luôn này. Rồi, không biết thắng đây được cái gì đây. Được 5 mảnh Phượng Hoàng rồi. Magic Fly. Ồ, có spell gì đó. Đó, như là mình mở khóa kỹ năng thứ 3 rồi. Blizzard must be used at critical moments. Để mình thử cái này cho anh em nhé. Ôi thả mưa sao băng luôn. Hay quá. Không biết là một này nhân vật này tối đa là sử dụng bao nhiêu kỹ năng nhỉ? Chắc là tầm 3-4 cái thôi. À, các bạn phải
kết nối tài khoản chính để không sợ bị mất. Còn đây là phần nhiệm vụ này, nhận thưởng. Đây là nhiệm vụ hàng ngày chưa mở. Unit này các bạn có thể nâng cấp. Đó, nâng cấp lên. Sau đó tăng bậc. Đó, tăng rất là nhiều chỉ số lực chiến. Cái này anh em nào mà chơi game nhập vai thể tướng nhiều thì chắc chắn sẽ biết rồi. Ôi hết vàng rồi. Cày dã man. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đánh cốt truyện tiếp để kiếm vàng. Đó, mình sắp xếp đội hình lên như này. Ui, có con này nó ném đá đằng sau này. May hả bưởi. Rồi. Easy. Ờ, trên map này nó có rất là nhiều cái tức là ngoài việc là đánh phó bản, đánh vượt đài ra thì trên cái map cốt truyện ấy nó có những cái tài nguyên riêng các bạn ấn vào để nhận thưởng chẳng hạn. Rồi, cường hóa. Cái này không được vượt quá cấp độ nhân vật nha. Cấp độ của lính không được vượt quá được cấp độ nhân vật chính. Mail này. Nhận thưởng. Ồ, thưởng luôn. Đăng nhập 7 ngày. Đó, đây là các cái tính năng mở rộng thôi. Ký danh hàng ngày nhận thư quà này. Rồi, các event server. Đó, thưởng thế lực. Thử mở lên nào. Ồ, skin nhân vật. Ok. Trả nhiệm vụ. Ui, bây giờ thì thừa tiền rồi. Rồi. Đó, nhìn chung thì gameplay thằng này nó cũng không có gì khó đâu anh em ạ. Mà mặc dù là không có tiếng Việt nhưng mà cực kỳ dễ chơi luôn. Các bạn chơi lúc là hiểu thôi. Băng này thả rất là đau luôn ấy. Ban đầu dễ nhở, đúng là kiểu game mới vào vào khác thì là bao giờ nó rất là dễ. Đấy, đánh tiếp này, mình sẽ đánh liên tục đi lên cấp, đồng thời là cố gắng lên cấp để mở khóa thêm cái tính năng thôi. Còn gameplay mình nghĩ là không có gì khó với anh em cả. Ui, rồng xương này, xưa chơi game My Hero. My Magic Hero ấy trên PC là có con rồng xương này rất thích ấy. Hồi xưa là bao giờ có một con hero và các cái đơn vị lính rồi bắt đầu đi chiếm thành trì, chiếm tài nguyên với nhau. Thì bản mobile này nó cũng na ná như vậy, tất nhiên nó không thể giống được. Nhưng mà nó kiểu như vậy cũng cho các bạn đi khám phá tài nguyên. Đó, thì nó nhặt được những cái tài nguyên trên đường này. Đó, thì nó làm theo kiểu không phải đánh theo lượt, phải tính toán nhiều nữa. Mà nó làm theo kiểu nhập vai thẻ bài đơn giản trên mobile thôi. Thì
Tất nhiên là cũng không thể giống hoàn toàn được, nhưng mà mình thấy chơi cũng khá là cuốn. Sửa đánh cho khỏe. Bèm tiếp. Ủa, rất nhiều đạo quân luôn. Cứ tự thua. Bắt đầu đau rồi đấy. Rồi, chúng ta đã mở thêm hai tính năng mới, Carnival và Auto Combat. Bây giờ mình sẽ đi ra nâng cấp tướng đi. Có thể cảm thấy yếu yếu rồi. Chúng ta sẽ về thành chính này. Nhận trả nhiệm vụ này. Lên rất nhiều rồi. Rồi. Khá khỏe. Ở đây thì chúng ta các bạn thể nhìn thấy unit thì game nó chia thành 5 loại chính, attack, tấn công, phòng thủ, trạc này. Trạc này không hiểu rõ là gì. Ranger tức là tấn công từ xa và caster những cái khả năng con khả năng cắt dùng phép. Đó. Đơn giản là vậy thôi. Thưởng. Ở đây sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng mới như kiểu là campaign này, chợ khai thác để giao dịch, GUI, bằng hội, còn class này đấu trường này phải, gate, training ground, roster, nó cũng không phải là quá nhiều nhưng mà mình thấy cảm thấy là khá là ok đấy. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm thêm một tí nữa đi. Xem ở level cao nó có gì không? Ơ cái gì đây? À phải clear này đã. Thì anh em thấy là gameplay nó như nào nhỉ? Mình thấy là nó cũng khá đơn giản và dễ chơi thôi. Nó cũng không có gì cả. Phức tạp. Mình nghĩ là anh em nếu mà có chơi game này thì cảm thấy là khá là dễ thôi. Chủ yếu sau này chúng ta sẽ phải nâng cấp nhân vật. Đó. Những cái dòng game nhập vai để tướng trên di động hiện nay nó chỉ có ba cái yếu tố chính, đó là thu thập tướng hay là lính, sau đó nâng cấp chúng, sau đó đi vượt ải thôi. Nó đơn giản vậy, nó không có gì phức tạp cả. À quên mất có auto rồi, mình bật auto cũng được. Đấy, bây giờ đi đánh nhau để thu thập thêm đơn vị, thêm người mới này. Khá là hay, tức là không chỉ có đánh phó bản nữa mà chúng ta có rất nhiều tài nguyên hay là cái thứ để chúng ta ấn vào để thu thập. Rồi, à, thắng rồi. Được 5 mảnh tướng, chưa đủ để ghép vào. À, đủ rồi sao ấy? À, 5 mảnh tướng này. À, để up rank, up sao ấy. À, hay. Dùng mảnh tướng để up rank. Đó, à, và nó sẽ như kiểu gắn ngọc vào, nó cộng thêm các chỉ số. Ok, khá là dễ hiểu rồi.
Đấy, các bạn phải quay kim cương tùy à, quay bằng chìa khóa, quay 10 lần này, làm phát nhân phẩm nào. Đó, thường thì quay chìa khóa này nó sẽ ít khi ra tướng, mà các bạn phải quay bằng kim cương này này. Ô Phượng Hoàng này. Đây, ở đây thì các bạn phải bật auto này. Mình nghĩ là nếu cảm thấy bạn quá mạnh rồi thì auto cũng được, nó không có vấn đề gì đâu. Chủ yếu vẫn là lực chiến của đội hình nhà nó như thế nào thôi. Dám ba con Phượng Hoàng ghẻ. Ủa, nó hồi sinh này. Phượng Hoàng bao giờ hồi sinh được. Úi, lại đánh thêm phát nữa. Hồi sinh hộ cái. Rồi, công thành. Đây là hết chương 2. Ủa, địch khỏe nhờ. Đấy, may có búp máu. Rồi, thắng rồi. Nhận thưởng 300 kim cương. Wow. Rồi, chúng ta đến cốt truyện mới. Đó, như vậy thôi. Thì nhận thưởng kim cương này. Thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con game có tên gọi là My and Magic Hero Era of Chaos. Thì anh em nào muốn chơi thử game này thì mình để đường link phía dưới để anh em tải game và chơi thử nhá. Mình cũng giới thiệu nhanh thôi. Về cơ bản thì đây là một cái game nhập vai thẻ tướng thôi. Và mình nghĩ anh em nào mà chơi game nhập vai thẻ tướng nhiều thì sẽ quen thuộc về cách chơi game này thôi. Nó cũng khá là quen thuộc. Tuy nhiên là nếu mà nào mà fan của dòng game My and Magic Hero thì trên PC ấy, thì có thể tìm đổi gió cái này, bởi vì cách cái thiết kế nhân vật trong game này nó vẫn từ trước đến nay của series My and Magic Hero rồi. Thì anh em nào muốn chơi thử thì tải game chơi thử nhá, game khá là nhẹ thôi. Rồi có lẽ video lần này của cậu Vàng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những tựa game hấp dẫn hơn nữa. Bye bye.